Qua độ tuổi này, cái làn da các chị sẽ có cái tuyến dầu hoạt động ít đi rất là nhiều. Có thể ở những độ tuổi trước thì các chị rất là đau đầu trong việc tình trạng da bị dầu này, mụn này, hay là da luôn bóng nhẫy dầu. Nhưng sang độ tuổi này thì da sẽ có xu hướng bị khô đi hơn rất là nhiều. Xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hương để chăm sóc da khoa học tại nhà. Và trong video ngày hôm nay, Hương sẽ chia sẻ đến bạn ba lưu ý vô cùng quan trọng khi bạn chăm sóc da ở độ tuổi trung niên, làm sao giúp bạn có thể chống lão hóa hiệu quả, hơn nữa lại đẩy lùi được cái tình trạng nám da ngay tại nhà. Tuy nhiên, trước khi bước vào phần chính của video ngày hôm nay, Hương rất mong rằng bạn sẽ dành một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube Màu Đỏ ở phía dưới để hàng ngày chúng ta có thể được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Quay trở lại chủ đề chính của video ngày hôm nay, có rất là nhiều chị khi bước qua độ tuổi trung niên, tức là độ tuổi khoảng tầm 40, các chị sẽ thấy rằng làn da của mình bị xuống cấp rất là nặng nề, có thể gặp tình trạng là nhăn này, trùng này, hay là gặp tình trạng là sạm nám. Điều này khiến các chị cảm thấy bị già nua đi hơn và mất tự tin hơn. Và Hương biết rằng các chị rất mong muốn sẽ có những sản phẩm nào đó giúp các chị có thể lấy lại cái độ tuổi thanh xuân. Tuy nhiên, các chị lại băn khoăn rằng mình không biết bắt đầu từ đâu. Vậy thì thông qua video ngày hôm nay với ba cái lưu ý quan trọng này, các chị sẽ tìm ra cho mình được những cái sản phẩm nó vô cùng an toàn, dễ dùng nhưng các chị lại có thể khiến cái làn da của mình trẻ hóa hơn rất là nhiều. Chúng ta cùng nhau điểm lại về những vấn đề xảy ra ở trong cái làn da độ tuổi trung niên. Thì như Hương đã chia sẻ các video phía trước, làn da độ tuổi trung niên sẽ có ba vấn đề chính. Vấn đề đầu tiên đó chính là xuất hiện cái tình trạng nhăn trùng, lão hóa, chảy xệ do làn da của các chị sẽ mất đi cái lượng collagen rất là nhiều và tốc độ nhanh hơn. Vấn đề thứ hai chính là làn da sẽ có xu hướng bị thiếu ẩm hơn hay còn gọi là tình trạng da bị khô hơn do ở trong độ tuổi này thì cái tuyến dầu sẽ hoạt động ít hơn rất là nhiều. Và vấn đề thứ ba, làn da xuất hiện các tình trạng rối loạn sắc tố hay các chị còn gọi là tình trạng nám da hay là sạm da. Vậy thì chiếu theo ba vấn đề xảy ra ở trên làn da độ tuổi trung niên, chúng ta sẽ có ba lưu ý làm sao để biết cách lựa chọn những sản phẩm phù hợp với làn da. Lưu ý đầu tiên, chúng ta hãy biết cách sử dụng kem chống nắng đúng, đủ và đều. Hầu như ở các video nào Hương cũng nhắc về kem chống nắng, tuy nhiên đây lại là một cái sản phẩm nó vô cùng quan trọng và nó chiếm cái tỷ lệ thành công cao nhất trong cái việc chống lão hóa. Nếu các chị biết cách sử dụng kem chống nắng đúng, đủ và đều, Hương tin chắc rằng cái làn da các chị sẽ trẻ hơn ở độ tuổi của mình rất nhiều lần. Làn da của chúng ta sẽ chịu cái sự tác động rất là nhiều với tia UV và ánh nắng mặt trời. Chính tia UVA và UVB này, chúng sẽ làm cái tốc độ lão hóa của các chị diễn ra nhanh hơn, gây đứt dãy cái collagen này. Ngoài ra thì các tia UV này có thể khiến làn da các chị bị nhạy cảm hơn này, yếu ớt hơn. Từ đó làn da phải tăng sinh melanin rất là nhiều để bảo vệ và khiến cái tình trạng sạm nám xảy ra nhiều hơn. Vì vậy, khi chúng ta bôi kem chống nắng đủ lượng và bảo vệ kem chống nắng đúng thì cái làn da các chị sẽ không xuất hiện các tình trạng này nữa, giảm thiểu tình trạng sạm nám và đứt gãy collagen. Việc bôi kem chống nắng đúng, điều đầu tiên là hãy lựa chọn kem chống nắng có chỉ số bảo vệ cao, là chỉ số PA là 4+ này, chỉ số SPF là khoảng tầm 30-50. Điều thứ hai, các chị hãy học cách bôi kem chống nắng đủ lượng, một lần bôi là khoảng tầm 2 đốt ngón tay cho toàn bộ khuôn mặt này. Và điều thứ ba, chúng ta cần bôi lại kem chống nắng trong ngày để tránh cái lượng kem chống nắng bị mất đi ở trên làn da và không được bảo vệ đồng đều. Một ngày các chị sẽ bôi lại kem chống nắng ít nhất là 2 lần, tức là một lần buổi sáng này, một lần buổi trưa này. Còn nếu chăm chỉ thì sẽ làm một lần buổi sáng, một lần buổi trưa và một lần buổi chiều trước khi tan làm đi về. Ngoài việc chúng ta chống nắng bằng cách bôi kem chống nắng thì các chị hãy có ý thức rằng chúng ta sẽ có những cái sản phẩm che chắn vật lý như là kính này, mũ này, áo chống nắng này. Bởi vì kem chống nắng dù đắt tiền đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ chống được khoảng tầm 80% các loại tia chiếu vào làn da các chị mà thôi. Bôi kem chống nắng được đúng rồi thì đây là một bước quan trọng sẽ giúp làn da các chị trẻ hóa hơn rất là nhiều và giảm thiểu tình trạng sạm nám. Tuy nhiên, vấn đề thứ hai làn da gặp phải đó chính là thiếu ẩm. Vì vậy các chị cần học cách là cấp ẩm đủ cho làn da. Như Hương đã phân tích ở trên thì qua độ tuổi này, cái làn da các chị sẽ có cái tuyến dầu hoạt động ít đi rất là nhiều. Có thể ở những độ tuổi trước thì các chị rất là đau đầu trong việc tình trạng da bị dầu này, mụn này, hay là da luôn bóng nhẫy dầu. Nhưng sang độ tuổi này thì da sẽ có xu hướng bị khô đi hơn rất là nhiều. Vì thế các chị cần học cách cấp ẩm cho làn da. Và khi cái làn da đủ ẩm rồi thì làn da chúng ta sẽ trông tươi sáng hơn này, căng mịn hơn. Hơn thế nữa, các tình trạng sạm nám cũng sẽ ít xuất hiện hơn. Với việc cấp ẩm thì chúng ta sẽ có 3 bước cấp ẩm.
Bước đầu tiên là hãy dùng các loại serum cấp ẩm có tính hút ẩm mạnh mẽ với làn da. Ví dụ Hương đã chia sẻ các video trước là serum có chứa HA hoặc là serum có chứa B5. Sau khi bôi các loại serum này rồi thì chúng ta sẽ cần phải có một cái sản phẩm dưỡng để giúp khóa ẩm lại và giữ lại độ ẩm ở trong làn da, tránh HA hoặc B5 bị hút ẩm ngược trở lại. Thì ở đây với tình trạng làn da ở độ tuổi này, các chị có thể ưu tiên những cái sản phẩm dưỡng ở kết cấu nó đặc một chút, có thể là dạng cream này hay là dạng oil. Ngoài ra trong một tuần các chị em chúng ta sẽ nên có cái liệu pháp đắp mặt nạ để bổ sung cấp ẩm cho làn da, nhất là trong thời tiết mùa hè này khi chúng ta ngồi trong cái phòng điều hòa nhiều. Thì đắp mặt nạ một tuần có thể là khoảng tầm 2 cho đến 3 lần. Đây là một cách làm dịu da này, cấp ẩm cho làn da một cách nhanh chóng nhất. Và các chị chúng ta đang sử dụng các sản phẩm serum HA hay B5 của hãng nào, chúng ta có thể comment ở phía dưới để chia sẻ cùng Hương để xem rằng hiệu quả sử dụng trên da như thế nào. Và các chị đừng quên rằng là serum HA hoặc B5 có tính hút ẩm cực mạnh, do vậy chúng ta sẽ cần phải bôi trên một cái nền da ẩm nhé. Và chúng ta cùng bước sang lưu ý thứ ba vô cùng quan trọng. Cái làn da ở độ tuổi này đang bị đứt gãy collagen, vậy chúng ta hãy có những cái cách nào đó để giúp tăng sinh collagen mạnh mẽ hơn. Như vậy làn da sẽ giảm cái tình trạng nhăn trùng, lão hóa, chảy xệ và căng bóng mịn màng hơn. Ở đây chúng ta sẽ có hai cách để giúp tăng sinh collagen cho làn da, đó chính là thông qua đường bôi và thông qua các sản phẩm đường uống. Các sản phẩm đường uống thì các chị em đã biết rồi, đó chính là các sản phẩm collagen. Và hầu như ở độ tuổi này thì chị em nào cũng đổ xô đi mua collagen rất là nhiều, mong muốn rằng uống vào sẽ hỗ trợ là chống lão hóa này, giảm tình trạng nhăn trùng, lão hóa, chảy xệ. Tuy nhiên cái việc uống collagen, các chị em cần hiểu rằng là khi chúng ta uống vào thì nó vào toàn bộ cơ thể. Và cái phần chúng ta muốn chống lão hóa nhiều nhất đó chính là phần khuôn mặt của chúng ta. Vì vậy các chị hãy có ý thức là chúng ta sẽ uống collagen thật là dài và theo nhiều đợt, duy trì đều đặn. Thì như vậy cái làn da chúng ta mới có thể săn chắc được hơn. Ngoài ra việc uống collagen, chúng ta cũng cần lựa chọn cái loại collagen làm sao để phù hợp. Đầu tiên là sẽ lựa chọn là collagen là peptide hay là collagen thủy phân. Thì bởi vì cái kích thước của collagen nó rất là lớn, thì ở đây peptide hoặc thủy phân đó chính là đã phân cắt thành những cái amino acid nhỏ rồi và cơ thể sẽ hấp thu tốt hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì cái hàm lượng bổ sung trong một ngày để đủ cho cái nguyên liệu cơ thể sản sinh ra collagen là khoảng tầm 2g cho đến 5g một ngày. Và khi uống collagen, các chị lưu ý rằng chúng ta sẽ bổ sung thêm vitamin C, bởi vì vitamin C kết hợp với collagen sẽ hỗ trợ tăng sinh collagen của làn da lên rất là nhiều lần hơn. Ngoài sản phẩm đường uống này thì có những cái sản phẩm đường bôi có thể hỗ trợ trực tiếp trên cái làn da của các chị và giúp tăng sinh collagen mạnh mẽ hơn ở trên làn da. Và ở đây thì Hương đề xuất cho các chị một cái sản phẩm khá là quen thuộc, đó chính là những cái sản phẩm có chứa retinol. Nếu các chị đã xem qua các video phía trước của Hương thì đã nghe tới rất là nhiều các thành phần retinol này rồi. Tuy nhiên còn có khá nhiều chị còn chưa biết đến thành phần này. Thì ở đây retinol đó chính là một cái dẫn xuất của vitamin A. Và tác dụng chính của retinol đó chính là hỗ trợ tăng tốc đổi mới tế bào, khiến cho các tế bào được tăng tốc đổi mới được nhanh hơn, đúng chu kỳ hơn, loại bỏ tế bào già cỗi. Ngoài ra còn hỗ trợ tăng sinh collagen một cách mạnh mẽ, khiến làn da các chị trông dày hơn này, căng mịn hơn này. Và nếu các chị dùng cái sản phẩm retinol này đủ dài, tối thiểu là 6 tháng, các chị sẽ thấy một cái điều kỳ diệu ở trên làn da, nó có một cái độ căng bóng nhất định, độ mướt và hỗ trợ thu nhỏ được lỗ chân lông. Tuy nhiên ở độ tuổi tầm U40 này rồi thì làn da sẽ yếu ớt hơn rất là nhiều so với những độ tuổi trước. Vì thế khi lựa chọn retinol, các chị lưu ý, thứ nhất là chúng ta tránh dùng cái nồng độ quá là cao, sẽ có thể khiến da các chị bị đỏ, rát và kích ứng. Nồng độ ở đây các chị nên tham khảo có thể là 0.3 đến 0.5%. Điều thứ hai là các chị sẽ bôi cái tần suất vừa phải thôi. Không phải là chúng ta bôi càng nhiều thì collagen chúng ta càng tăng sinh nhiều hơn đâu, mà điều quan trọng là chúng ta sẽ duy trì cái thời gian đủ dài. Ở đây các chị có thể duy trì đều đặn cái retinol này một tuần khoảng tầm 2 cho đến 3 lần. Và như Hương đã nói, duy trì tối thiểu 6 tháng để bắt đầu thấy cái sự hiệu quả trên làn da của mình. Vậy thì tổng kết lại video ngày hôm nay sẽ có 3 lưu ý vô cùng quan trọng để giúp các chị có thể chống lão hóa và giúp mờ nám, đẩy lùi cái tình trạng nám da. Đầu tiên đó là học cách bôi kem chống nắng đúng, đủ và đều. Thứ hai đó chính là hãy học cách cấp ẩm cho làn da. Và thứ ba đó chính là thêm những sản phẩm đường bôi và đường uống giúp hỗ trợ tăng sinh collagen. Vậy các chị hãy kiểm tra lại trong chu trình chăm sóc da của mình đã có đủ 3 cái sản phẩm này chưa và điều chỉnh. Cảm ơn các chị đã lắng nghe.